thì em nghĩ là cả như em và tất cả mọi người cũng rất là nôn nóng. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với thí sinh đầu tiên. Ủa xong rồi đó hả? Số kỳ trước là còn cho ba bình luận của anh em mình thấy mặt được dưng giặt giánh. Qua tập này cắt luôn. Nếu như mà ai đó có quan tâm đến thời trang và cập nhật những sự kiện thời trang trong nước cũng như quốc tế, chắc hẳn sẽ không xa lạ với gương mặt này. Anh nhớ người này rồi. Anh đã gặp ở ngoài Đồng Khởi rồi. Người này kinh doanh đồng hồ. Hả? Kinh doanh đồng hồ. Có đeo cái đồng hồ bự bự. Anh chỉ là bậc tiền bối, mà anh chỉ những phân tích như vậy làm cho bậc hậu bối cảm thấy hoang mang tột độ. Một người thì quá quen, một người gặp ở Đồng Khởi, với cái gì mà địa ốc rồi qua đồng hồ. Em khẳng định đây là một nhà thơ, tại vì em rất tinh mắt, em nhìn vào cái trang giấy trắng một đó thơ. Có biết đôi dòng thơ à, chắc hẳn đây là một nghệ sĩ. Để coi những gợi ý của chương trình sẽ là gì nhé. Chú Thuần Nguyễn, 66 tuổi, nhiếp ảnh gia, sư phụ cờ vây, nhà văn, người mẫu ảnh, fashionist. Có đúng là như chị Ốc phán đoán không? Trời ơi, không lẽ không đúng? Chị nói tới đó rồi, chị nói thời trang mà không lẽ không đúng? Bây giờ nói chung là nói luôn nè. Nói luôn. Bây giờ là kết quả luôn. Không có gọi nhân vật này là chú. Tại vì ảnh rất là trẻ lắm. Và thời thượng. Bây giờ mình chốt luôn nè. Chốt đi. Và chú Thuần Nguyễn chính là Fashion Nito. Để xem phán đoán của bạn bình luận có đúng hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật. Cho em được gọi bằng anh. Tại vì thực sự là anh Thuận Nguyễn là bạn của em ở ngoài đời, cho nên nếu mà bây giờ gọi là chú thì tự nhiên không có quen. Khi mà anh Thuận Nguyễn bước ra thì anh em mình cũng đã nhận ra anh Thuận Nguyễn là ai rồi. Nhưng mà mình cũng xin giới thiệu lại một lần nữa để cho tất cả các bạn khán giả đều biết thông qua một đoạn video clip. Tôi đến từ Paris. Năm nay là tôi 66 tuổi. Tôi là Thuận Nguyễn. Những cái năm đầu tiên mà tôi về sống ở Việt Nam thì tôi làm stylist giúp những người bạn như là ca sĩ Lê Hiếu, ca sĩ Quốc Thiên, ca sĩ Đăng Khôi. Sau này thì người ta biết đến tôi nhiều thì tôi bắt đầu tham gia chụp hình cho những tạp chí như là Elle Man này, như là Upper Bazaar này và nhiều tạp chí khác. Bên Pháp thì người ta sống độc lập, quen rồi từ bé tới lớn. Thành ra không có ai, cũng ít ai mà sống để nhờ vả vào con cái hay là nhờ vả vào gia đình. Tôi thường nói là bây giờ tôi không có trách nhiệm với ai, tôi chỉ có trách nhiệm với cái bản thân tôi. Làm sao cho tôi được hạnh phúc, làm sao cho tôi có sức khỏe, làm sao cho tôi vui vẻ mỗi ngày, là tôi sẽ làm cho tất cả con cái tôi nó cũng an tâm để nó sinh sống ở cách xa tôi 10.000 cây số. Nhiều lúc tôi sực nghĩ lại, chết, mình đã 66 tuổi rồi. Nếu mà tôi mà nghĩ là 66 tuổi là một cái tuổi già, tôi nghĩ là tôi sẽ chờ cái ngày để mình ra đi thôi, chứ còn chả ham muốn cái gì. Còn đây thì tôi ngược lại, mỗi buổi sáng tôi thức dậy, trong người tôi nó dạo dực muốn tìm hiểu những cái gì mới mẻ, những cái gì sáng tạo cho cuộc sống của mình, cho để cho nó thú vị về thời trang, về cách cư xử, cách truyền cảm cho mọi người.
ai cũng nói là cái thời trẻ, sinh viên, học sinh là cái thời hạnh phúc nhất. Nhưng mà riêng tôi thấy cái thời mà tôi hạnh phúc, mà tôi may mắn nhất là thời điểm hiện tại. Cái hạnh phúc đó nó đã đem lại cho tôi cái sự sức khỏe. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, rất thanh xuân. Và tôi cảm ơn những cái gì nó đã đến với tôi. Chắc là thông qua đoạn video clip này thì quý vị khán giả đã biết rõ thêm về anh Thượng Nguyễn. Nhưng mà bây giờ thì chương trình có một phần rất là đặc biệt nữa dành riêng cho anh Linh và anh Huy. Chính tay anh Thượng Nguyễn sẽ phối đồ, stylist cho hai anh. Xem một cái diện mạo hoàn toàn khác không nha. Có không? Anh Thượng Nguyễn có thể biến anh Quyền Linh thành một người khác. Anh Linh đang cảm động rưng rưng nước mắt. Theo tôi nghĩ là tất cả mọi người đều có quyền đẹp. Ai cũng có quyền đẹp. Chỉ cần mình muốn là mình sẽ đẹp. Chứ không có ai xấu hết. Linh cũng muốn lắm mà nó không đẹp quá. Dạ. Sẽ đẹp. Dạ, sẽ đẹp. Chỉ cần 15 phút là sẽ đẹp. Hay quá. Dạ. Hy vọng lần sau lần này gặp chú Thùng Nguyễn thì Quỳnh Linh sẽ đẹp hơn. Chị em mình đang ngóng chờ một cái diện mạo mới của anh Linh. Em có tin vào điều đó không? Em tin. Anh tin Thùng Nguyễn sẽ làm được. Bây giờ xin mời tiết mục của anh Thùng Nguyễn ạ. Cố lên, anh Quỳnh Linh ơi, cố lên. Anh Linh ơi, hai chị em đang đợi anh. Anh xin phép anh Thường Nguyễn là em hỏi, ở đây có một điều hết sức là quan trọng đó anh Thường Nguyễn. Dạ. Là sợ cái size em không vô nổi. Dạ. Không, anh tâm em cũng không có đến nỗi to quá đâu. Dạ. Em cũng là bình thường thôi. Dạ. Trước nhất thì anh thấy đàn ông Việt Nam. Dạ. Mặc cái quần thì hơi dài. Dạ đúng rồi. Mình sắn cái quần lên một tí. Dạ, mình, để em sắn cho. Dạ, không. Dạ. Sao không sao để. Dạ. Cái công việc. Dạ. Của anh mỗi ngày mà. Không, để em làm. Hai chị mình xuống hỗ trợ. Dạ. Anh Thường Nguyễn đi. Được rồi. Lo quá. Trời ơi. Dạ. Em rút hai tay vào một lúc. Dạ. Hai tay. À. Trời ơi, hạnh phúc quá. Em sợ không có sai quá. Có. Dựa anh, Linh ơi, dựa. Sai em tới 4X nè. Dạ. Trời ơi. Thế là thấy nó sẽ gọn lại ngay. Cái tay này nó quá dài này. Dạ. Em sợ. Tay mình bao giờ mình mặc cũng phải thấy một tí áo sơ mi ra. Thì mình có thể gấp 100 hay là mình đi lên cho nó ngắn đi một tí cho nó phát sần chút xíu ha. Và không cho nó gọn gàng chứ không cần là phát sần. Tại không có thay quần ở trên này được, thành ra chỉ có thay áo thôi đó. Anh Linh đi cắt quốc một vòng đi anh Linh. Music thần thái. Phối trang phục cho chị Ốc với lại anh Huy luôn nha. Một cái váy màu trắng thì nó phối đồ rất là dễ. Trong thời trang thì mình càng ít phụ kiện càng tốt. Em có thể cầm một cái ví này được. Wow. Ủa Ốc Thanh Vân có túi không? Lên không có túi nào trên vậy? Đó. Dạ anh đây. Dạ anh đây. Trời ơi anh cảnh thật. Đó đây. Không cần phải thay đổi nhiều, chỉ cần giản dị như vậy thôi nó cũng tôn vinh cái sự sang trọng của mình lên rồi. Thật sự là em nhìn hai anh chị em rất là nôn nóng để coi cái phần đột phá, cái phần thay đổi của em với anh. Mình sẽ là một couple mới hả? Ok. Anh sẽ thay cái áo vest của này của coi em. Coi như cái áo, cái túi thuộc về mình rồi đó. Anh sẽ thử cho em một cái áo vest này. Ồ. Hai tay. Đẹp lắm anh. Dạ. Anh nghĩ là em sẽ vừa. Đó anh xem. Đó. Em có hai kiểu, lúc em mặc cái này, em mặc cái t-shirt thì nó rất là trẻ trung. Đó, em có thể để nó dài xuống như vậy cũng được. Hai là em có thể chỉ nhét ở giữa thôi, ở trên này em vẫn để dài xuống. Ôi, nhìn chân anh cao hẳn luôn á. Wow. Khách nữa hả? Không ạ, anh đã để vào đây thôi. Cho nó điệu tí thôi dạ. Đó. Dạ cảm ơn anh. Đó như vậy thôi. Đây, rất đây, là giản dị. Em là hết đồ rồi. Đây. Cái này.
Em sẽ cài vào đây. Thấy chưa? Rất là thời trang và rất là giản dị. Đây, âm nhạc cho em. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghề? Và trước đây á, anh có học qua cái trường lớp nào về thời trang không? Anh không có học một trường nào hết. Anh có cái đam mê thời trang từ lúc anh mười mấy tuổi, lúc anh còn bé. Anh sống ở Paris gần 50 năm. Thì một cái thành phố là hoa lệ, tại là thời trang. Thời trang. Mình mở cửa ra là mình thấy thời trang tất cả. Anh may mắn là lúc anh về tới Việt Nam này, anh thực hiện được cái giấc mơ của anh đó. Thành ra như trong cái clip anh vừa mới trình bày là anh nói cái thời điểm này là cái thời điểm anh hạnh phúc nhất. Tại vì anh chia sẻ, anh không có giữ gì cho anh chia sẻ. Anh làm stylist, anh không bao giờ lấy tiền ai hết. Anh chỉ giúp cho người ta mặc đẹp, chứ anh không bao giờ chi phí hay lấy tiền hết. Còn có khi anh còn cho cả quần áo luôn. Trời ơi. Vì anh muốn cho tất cả mọi người đều đẹp. Nhưng mà anh luôn nói một câu là mình đẹp bề ngoài chưa đủ, cái tâm hồn mình cũng phải khiêm nhượng, vị tha, giúp đỡ mọi người. Cái đó nó sẽ tôn vinh cái vẻ đẹp của mình hơn. Một chút cho Quỳ Linh số. Em đang định nói anh Quỳ Linh, anh ơi anh đừng cho số điện thoại của anh cho anh Quỳ Linh với lại Ngô Quý Huy. Quỳ đẹp sẵn rồi, khỏi cần thay đổi cho nó. Rồi chúc em tới nhà riêng nha. Vâng. Quỳ nó đẹp sẵn rồi, mấy người đẹp sẵn rồi đừng có lo. Nhưng mà anh có cái đặc biệt là có một nhà quần áo, nhưng mà chỉ một size thôi, chỉ có size của anh thôi, thành ra anh nghĩ em mặc không vừa. Đây cũng có thể xem như một lời từ chối khéo. Thương lắm. Anh Thuận ơi, thật sự là ở cái tuổi của anh á, mà anh rất là trẻ trung, rất là năng động luôn. Bí quyết nào để giúp anh giữ được cái sự thanh xuân như vậy ạ? Đối với anh không bao giờ nghĩ anh sẽ làm trẻ hóa con người anh. Một thời điểm nào nếu mà anh nghĩ anh sẽ làm trẻ hóa là anh đã già rồi. Cái tâm hồn mình nó phải bình an. Anh không biết bon chen, anh không biết ganh tị. Anh mỗi buổi sáng anh dậy là anh rất là bình an. Anh nghĩ là cái bình an nó sẽ đem lại cho anh cái sự trẻ trung, cái sự năng động. Anh Thuận ơi, anh đến từ Pháp như vậy thì anh còn biết thêm nhiều thứ tiếng nào nữa không? Anh đang tương lai thì anh đang học tiếng Hoa thêm một vài tiếng. Tại vậy anh thích tiếng Hoa. Bây giờ anh đang thích tiếng Hoa và muốn học tiếng Hoa. Vâng. Và bao nhiêu năm bôn ba như thế nhưng anh vẫn nói tiếng Việt như người Việt. Dạ. Anh, vậy hay là bây giờ anh thử trổ tài đi. Mỗi thứ tiếng anh nói một câu tặng cho tụi em thử. Dạ. Đi. Thì trước nhất anh nói với em. Nói với em anh sẽ nói tiếng Pháp. Vous avez beaucoup de classe. Là ý anh muốn nói là nhìn em rất là sang trọng. Là classe. Cảm ơn anh. Sau đó anh sẽ nói với sang. Anh sẽ nói tiếng Thái với em. Là anh ạ. Khun suối ma. Là sao em xinh thế. Còn anh qua bên kia qua bên Lào cả. Anh sẽ nói tiếng Lào với em. Châu sư nhẳng. Châu sư nhẳng là em tên gì? À, châu sư nhẳng. Qua anh Linh là bây giờ anh Linh mong chờ là cho em dễ hiểu đi. Dạ. You are so handsome. What? So handsome. Ok, thank you very much. Cảm ơn anh Thuận Nghĩa rất là nhiều. Và bây giờ thì sẽ có một món quà của chương trình gửi tặng đến cho anh Thuận Nguyễn. Dạ. Bây giờ thì xin phép anh quay qua bên này một xíu nha. Dạ. Anh Thuận Nguyễn ơi, em mang đến cho anh một cái thứ tiếng anh rất là muốn học nhưng bây giờ đó chính là tiếng Hoa. Coach học tiếng Trung. Ông ta có sẵn vậy hay mà. Anh đâu có nói mà sao biết. Đấy mới là học tiếng Trung đó. Dạ, chương trình của em liền. Chương trình đó. Của em có tới 3.500 anh em để đi điều tra về lai lịch và cũng như là ước muốn của tất cả các thí sinh. Và bây giờ anh em tụi mình muốn nói điều gì với anh Thuận Nguyễn nha? Dạ, chúc cho anh lúc nào cũng sẽ mãi mãi thanh xuân.